Phúc Bình Dương Vlog xin kính chào quý cô chú anh chị em mọi người xem video của Phúc thấy hấp dẫn hãy nhấn like và đăng ký nhấn chuông để nhận thông báo khi phát video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nha. Hôm nay Phúc chúc các bạn ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công nha. Các bạn xem clip của Phúc hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và subscribe ủng hộ cho Phúc nhé. Đây là các bạn, đây là gia đình của nhà Tròn Hương các bạn. Hôm nay Phúc dẫn các bạn đi tham quan cái ngôi nhà của gia đình Tròn Hương các bạn. Cái con tròn mẹ thì nằm ngủ trên chay các bạn. Nhìn quá trời tròn con các bạn. Nhìn cũng dễ thương nhớ các bạn. Coi bây giờ Phúc xin chúc cho các bạn một ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công nha các bạn. Wow, quá trời luôn các bạn. Nhìn cái con chồng hương con nó đi dưới đất các bạn. Mấy con leo trên chuồng trên nữa các bạn. Wow, nhìn đã quá. Bây giờ Phúc xin tạm biệt các bạn nha. Thì hôm nay đi thăm gia đình nhà Tròn Hương đến đây kết thúc các bạn. Chúc cho các bạn ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công nha. Phúc xin hẹn gặp lại những clip sau với các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới mạnh khỏe và thành công bên gia đình nha các bạn. Đây các bạn, nguyên một đàn dòng họ của nhà Tròn Hương các bạn. Thôi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại những clip sau nha các bạn.